Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 17, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư là hợp tác trọng tâm cần thúc đẩy trong thời gian tới, và đề nghị hai bên tích cực triển khai kết quả của kỳ họp tiểu ban thương mại hỗn hợp lần thứ tư vào tháng 1 năm 2019. Nỗ lực duy trì đã phát triển hợp tác thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào thời gian sớm nhất và sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao hai bên tích cực ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức diễn đàn đa phương. Cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong sông Hằng. Chúc mừng Ấn Độ đã trúng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2021-2022. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và đánh giá cao vai trò điều phối viên của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018. Hai bên cũng công bố hai văn kiện quan trọng được ký kết nhân dịp này gồm bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Đào tạo Ngoại giao Ấn Độ Sumawarai, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổ chức Hàng hải Quốc gia Ấn Độ và Học viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo Việt Nam.